Dạ vâng, xin kính chào quý khán giả thân mến. Chào mừng quý vị anh chị và các bạn trở lại với clip test âm thanh và giới thiệu sản phẩm tại cửa hàng audio Nhật Bãi ngày hôm nay. Và hôm nay em xin test một cặp loa tai noi STEM 10 nhé. Và giới thiệu một số sản phẩm cho quý vị anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì hãy liên lạc với em qua số Zalo điện thoại bên Nhật và cũng như ở bên Việt Nam. Em sẽ ghi ở dưới phần mô tả nhé. Và sau đây em xin giới thiệu đầu tiên một cặp loa có tên là tai noi, có tên là Edibird nhé. Và em xin tháo căng và giới thiệu cho quý vị anh chị và các bạn nhé. Đây là căng của cặp loa và chiếc loa Edibird đấy, căng của nó rất là đẹp nhé mọi người. Và có tên, con logo ở trên góc này, có chữ là Edibird này, tai noi này, mã đồng nhá. Chiếc càng thứ hai nhé mọi người. Đây là hai chiếc căng nhé, và có chìa khóa này, có chìa khóa của căng này nhé. Và em xin giới thiệu cặp loa tai noi Edibird này. Cặp loa này có một bát đồng trục rộng là 30 cm, mà cặp loa này còn nguyên bản nhá, và ba hai hồi bên cạnh là gỗ thịt nhá mọi người, là gỗ lạng nhá. Và bên mặt trước này là một lớp gỗ, người ta là vỏ gỗ ấy, họ dán vào đây nhìn rất chi là nhà đẹp nhá mọi người, tuyến còn rất chi là đẹp nhá. Và đây là chiếc loa thứ hai. Loa này là có một gân vải liền lại phải xếp nhé mọi người, còn nguyên bản đấy. Và cặp loa này có chiều cao là 1m05 và chiều rộng của nó là 67 cm và chiều sâu của nó là 47 cm. Và có cân nặng là 41 kg trên một thân thùng nhé các bác. Góc cạnh thì còn nguyên nhé mọi người, còn rất chi là đẹp này. Và bác nào có nhu cầu cặp loa này thì em sẽ ship đường biển cho các bác về đến tận tay, là giá 75 triệu nhé. Và tiếp theo đây là một cặp loa tai noi. Một cặp loa tai noi STEM 10 nhá. Cặp loa này còn nguyên giấy khai sinh nha mọi người. Đây. Em quay giấy khai sinh và sau đây em xin mở căng cho các bác và các anh chị cùng xem. Đây là căng của cặp loa này.
cặp loa này thì bát là một cặp loa bát đồng trục nhá. Chiều rộng của nó là 25 cm, có công suất là 150W và công suất max của nó là 250W nha mọi người. Và hiện tại em đang ghép cặp loa này với một con âm nuôi Sansui 7x7 đấy nhá, AU7x7XR nhé mọi người. Và tí em sẽ test nhạc cho các bác cùng thưởng thức nhé. Các tuyến loa còn rất là đẹp nhé, góc cạnh rất là đẹp mọi người, không bị sứt xẹo một tí này nhé. Cặp loa này rất là đẹp các bác. Và cặp loa này em đang ship đường biển về cho quý vị chị và các bạn là 27 triệu nhé. Loa này có cân nặng là 22 kg trên 1 thân thùng nhé. Chiều cao của loa là 60 cm và chiều rộng là 33 cm, chiều sâu là 25 cm nhé các bác nhé. Cặp loa này có trở kháng là 8 ohm, công suất đầu vào là 150W và max là 250W nhé. Loa này đánh nghe rất là hay các bác ạ, do là tiếng bass rất là uy lực. Và ở video trước thì em cũng test một cặp loa Tainos System 8 gửi tới quý anh chị và các bác rồi, và em cũng đã bán về Nghệ An cho một anh em đã chuyển về Việt Nam rồi, và bác đã nhận và đã được nghe, và các bác đã cũng thấy là cặp loa này rất là hay. Ở đây là con robot mọi người, robot đang dọn nhà đây, em đang để nó dọn nhà đấy mọi người. Con nào có nhu cầu thì liên hệ nhá. Và đây là hai cặp loa JBL 4312 control monitor nhá. Hai cặp loa này về đến Việt Nam là 18 triệu nhá. Hai cặp đều như tiền như nhau nhá. Và đây là một cặp tai noi này. Tai noi là gôn nhá, rất chi là đẹp nhá các bác. Và em xin giới thiệu với quý vị chị và các bạn là một chiếc đài cổ chạy bằng bóng đèn, chạy bằng 4 bóng nhá mọi người. Đấy, chạy bằng 4 bóng điện, bóng đèn đấy mọi người, nhìn thấy không ạ? Và chiếc đài cổ này em mua của một bác người Nhật, bác đang sử dụng, bây giờ bác ấy không dùng nữa, em đã mua về em chơi để trưng bày. Và đây là có một con bát này, mà đằng trước họ gắn một cái vải lụa mà thêu hoa trước mặt loa này, rất chi là cổ đấy các bác. Và giới thiệu với các bác đây là hai con đồng hồ rất chi là cổ này. Hai con đồng hồ này, một chiếc này là sản xuất năm 1890 và con này là sản xuất năm 1873. Hai con này rất chi là cổ nhé, vẫn còn chạy nhé, đều chạy bằng quát hết mọi người. Hay em mở ra, hiện tại là bây giờ đang là 8 giờ bên Nhật đây, và trong đây là cái dây quát có cái chìa khóa quát họ cho đây, họ xoáy em để trong đồng cất đi rồi, nên là bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em hai chiếc đồng hồ này nhé. Và đây là một chiếc điện thoại bàn, toàn bộ là làm bằng đá nhé mọi người, đá của ngày xưa đấy, mà đến bây giờ nó vẫn còn đẹp như này các bác ạ. Vẫn sử dụng được nhá các bác, về đấu vào dây vẫn sử dụng được này, vẫn bấm số được nhá. Là cái tay cầm đấy, toàn bộ là mạ đồng hết này,
tay cầm bằng đá này. Và sau đây em xin giới thiệu với quý vị anh chị và các bạn một cặp loa Boss 901 Seri 4 nhá. Cặp loa này em cũng ship về đường biển cho quý vị anh chị và các bạn là 15.500.000 đồng nhá, để tới tay quý vị anh chị và các bạn. Cặp loa 901 Seri 4 nhá, thùng vách còn rất chi là đẹp. Và bác nào có nhu cầu ở sản phẩm trong phòng của em đây thì hãy liên hệ với em qua Zalo, số điện thoại bên Nhật cũng như ở bên Việt Nam. Em sẽ ghi ở dưới phần mô tả nhé. Và tiếp theo là một chiếc cặp loa Sansui có model PS3005. Cặp loa này là Sansui có model PS3005 nhé quý vị chị và các bạn. Và cặp loa này có một bát là đường kính là 30 cm và một chung giấy là 16 cm và hai chiếc giấy là 10 cm và hai con mít nằm ở giữa, có lưới tỏa nhiệt bằng sắt nhé các bác nhé. Và cặp loa này em đang bán và đang giao giá là 26.500.000 đồng tới quý vị chị và các bạn và ship bằng đường biển nha các bác nhé. Cặp loa này nghe rất là hay và cổ các bác ạ. Và sau đây thì xin mời quý anh chị và các bạn trở lại với một ca khúc không lời. Em sẽ test một cặp loa STEM 10 này tới quý vị chị và các bạn cùng thưởng thức nhé. Bác đánh mà rung người điện thoại cho quý vị chị và các bạn ạ. Thank you.
xin mời quý vị chị vào gần lắng nghe một ca khúc nhạc có lời các bạn nhé. Thank you.
Thì em đã test cặp loa tai noi 110 cho quý vị chi và các bạn cùng thưởng thức và giới thiệu một số sản phẩm tới quý anh chị và các bác được xem. Và các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì hãy liên hệ với em qua số Zalo, số Zalo điện thoại bên Nhật cũng như ở bên Việt Nam, em sẽ ghi ở dưới phần mô tả nhé. Và bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em để sử dụng mua cặp loa này nhá. Trên video của em thì xin tạm dừng đây. Quý vị anh chị các bạn xem video của em thì hãy cho em một like và một lượt đăng ký kênh nhá. Em xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn, và hẹn quý vị anh chị và các bạn ở video tiếp theo nhá. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem video của em. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn. Em xin tạm dừng ở đây.